Xin chào các bạn. Tiếp tục series cách trò chơi, hôm nay tôi đã nghĩ ra một trò chơi cho các anh em chơi. Trò chơi này thiên về sức khỏe nhiều. Đây, đầu tiên là các bạn nào. Đây là sẽ có 5 bao cát đây. Rồi mình sẽ đứng đây. Rồi, tung cái này. Tung là sao mà cho qua cái tường này. Rồi, là một trò đầu tiên. Rồi, trò thứ hai tiếp tục các bạn ơi. Rồi, cái trò thứ hai này tưởng đơn giản thôi nhưng mà cũng khá là khó nhá. Là một xô nước nhưng cái này khó cầm lắm. Ôi, chết rồi. Cầm thì di chuyển lên đến trên đây. Lên đâu? Đây, lên đến trên đây là đích. Rồi, đấy là trò thứ hai. Và tiếp tục trò thứ ba đây. Các bạn có trò thứ ba tiếp tục là có 3 bao cát. Rồi, rồi. Mình cứ làm nhấc bê được lên đây thì thôi. Đấy. Đấy, đơn giản chưa? Rồi. Rồi, qua trò thứ ba sẽ đến trò thứ tư các bạn ơi. Nào. Cứ này. 5 cái. 5 cái lên xuống. Ui giời ơi, nó vào chân đó các bạn. Này, rồi. 5 cái nhá các bạn. Rồi. Tiếp trò thứ tư sẽ là trò cuối cùng. Kéo xích. Rồi. Đây các bạn ơi. Xích đây, 2 bao cát. Rồi, kéo hết về đây là về giữa đích. Sái đi xuống. 2 bao cát à? Hai bao cát đã không kéo được, sáng là ngồi lên rồi không kéo được đâu nè các bạn, thế này. Ui giời ơi, kéo nó lên. Kéo làm sao nó về đến đích đây nhá. Rồi. Anh côn này mới đi từ trên kia lên tới đây còn không kéo được, làm sao chúng tôi kéo được hả các bạn? Vạ thôi. Được. Cái này còn kia được, thôi. Được, thoải mái. Và cuối này. Được, thoải mái mà gì. Rồi mọi người hiểu luật chơi chưa? Rồi. Rồi, rồi khởi động đi, khởi động kỹ càng đi. Ai trước khởi động đi, thắng trước hả? Chơi trước khởi động kỹ đi. Okay. Thắng trước. Ui giời. Cái này thì tôi quá đơn giản các bạn. Thực ra là cũng không đơn giản lắm bởi vì sức khỏe tôi cũng không có nhiều. Mày khoai được không? Sức khỏe thì có hạn thôi. Không khỏe được như Vinh với anh Côn. Điền. Còn em Phong đây thì thôi. Anh hôm nay không thi đấu, anh ra trò chơi anh không thi đấu cho ba người với bác Ngọt thi đấu thôi. Rồi. Anh là không thi đấu. anh đẳng cấp rồi. anh Côn là đẳng cấp trên rồi. Rồi, sẵn sàng rồi. Rồi, sẵn chuẩn bị chưa? Rồi, đưa ra bấm giờ cho. Rồi, bắt đầu rồi à? Rồi. Đây, đừng nói lằng nhằng nữa, đây phải bú đi. Sáng là cần thiết vào đầu ấy. Ui. Càng lặng mà ba này nào. Đứng dịch ra một chút đi, đừng gần quá. Sáng đã hoàn thành trò chơi đầu tiên. Nghe cả hai cái này luôn à? Bên một cái mồ thôi rồi lại quay lại. Một cái mồ thôi. Này, này. Rách tay này. Sao vừa lấy ra em ở dưới? Rồi. Rồi, đến hai cái đồng hồ kia. Rồi. À. Rồi, dừng. Rồi tiếp tục quay lại lấy nước cái kia. Nhanh. Khó mà. Rồi, cố gắng lên. Cái này nó ít nước nhưng mà nó để trong thùng phi nó trong chảnh. Nó trong chảnh nó khó lắm các bạn. Không về rồi. Ui giời. Sáng ơi. Em làm gì đấy? Rồi, 1 xuống hẳn. Rồi. 2
thật sự luôn các bạn ạ. Trời ơi, chết rồi. Vào lắm. Cố lên Sáng ơi. Ngồi nghỉ một phút nữa cũng được. Không sao đâu. Vinh ngồi. Ngồi nghỉ tí đi. Ngồi xuống nghỉ tí. Làm rồi. Quan tranh cho thứ tư. Học cơm rồi này, học cơm rồi. Cũng nhận chơi trò này rèn sức khỏe được các bạn ạ. Cả lăng ngày nào cũng phải chơi như này. Ở đây. Cho cuối cùng. Cố gắng lên. Kéo làm sao cho nó về hết đến đây. Cái này cũng nặng lắm. Sáng là không kéo được cái này rồi. Cố lên, từng đoạn một, từng đoạn một. Cố lên. Nhưng mà tôi làm cái này đường có vẻ hơi dài các bạn ạ. Cố lên, chỉ kể đường ngắn thôi. Cố lên, lên rồi. Cố gắng lên. Rồi. Rồi. Lên. 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 Cố lên. Rồi, cuối cùng Sáng cũng về đích các bạn ơi. Thời gian 3 phút 50 giây. Rồi, rất rồi. Anh gì? Anh nghĩ Sáng thế này chắc là bét rồi. 3 phút 50 giây chắc là Sáng bét rồi. Con em thôi. Dài lắm, 3 phút dài lắm các bạn. Sao? Thế trò chơi thấm không? Thấm. Mẹ thực sự luôn. Nhưng mà chơi như này một tuần là tôi quen khỏe như trâu ngay. Các bạn ơi, Sáng thi xong là đi ấy rồi, đi nghỉ mệt rồi. À, đang ra kìa. Rồi tiếp tục đến Phong hay Vinh? Vinh. Rồi Phong đi. Ai mà trả được? Quán tôi xi. Ừ. Quán đi. Rồi đấy. Một hai. Rồi đến Vinh. Kéo ngay rồi. Rồi. Vinh hiểu chưa? Thế okay. Sáng thi là hiểu chưa? Okay, đơn, đơn giản toàn dùng sức. Cái này em làm được. Đẳng cấp Vinh đúng. Vinh nó khỏe đấy. Không khỏe đâu. Đúng sở trường của Vinh luôn. Không, đúng sở trường Vinh, nếu mà Vinh cố gắng bảo đảm, tôi bảo đảm các bạn Vinh nhất chắc. Chơi đi em. Em chỉ ngại có mỗi kéo cái về cuối à. Nào. Chưa? Được rồi. Vinh sẵn sàng chưa? Chuẩn bị à? Nhẹ lắm. Nhẹ lắm. Ừ nhẹ. Ui, rồi đã kêu nhẹ. Bắt đầu. Bắt đầu đấy em ơi. Điên rồi. Bắt đầu rồi. Chưa nào. Bắt đầu không ạ? Rồi nhá. Bắt đầu rồi. Từ nãy rồi. Đã là không quả. Không tí. Không quả. Lắm lời. Không quả. Được rồi. Cao đấy. Cao cao đấy. Không quả. Rồi. Nhất rồi. Cố lên. Rồi bắt đầu ạ. Chưa rồi. Đến cái này. Cái bên nào? À, bê cái này đi trước cho nó dễ là đỡ phải bước qua là này. Rồi. À. Khó lắm em ạ. Đây cẩn thận đổ nước. Đấy. Em lại đổ đi em ơi. Vâng ơi. Được em ơi, em đổ hết đi được, em chơi xấu tí được. Được đấy. Em định đổ đi để cho nó nhẹ. Đi như tiểu bại liệt nhỉ. Rồi. Tiếp. Chơi tiếp đi. Trời ơi. Ra đã. Tiếp tục. Các bạn ơi, cái này nó rất là nhẹ nhưng mà nó chồng chành thì rất là khó bê đi nhé các bạn ạ. Chứ mình không có thể ôm lên được ý. À. Còn nếu mà ôm được thì đã dễ rồi. Lên. Trốn đi. Cơm ạ. Vừa em chê anh mà em ơi. Được rồi. Đó. Được rồi. Được rồi. Kinh đảo mắt lắm. Rồi. 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 Rồi, tiếp tục. Cố lên Vinh ơi. Vinh có vẻ nhanh hơn Sáng các bạn ạ. Nhanh hơn mà. À, người thi đầu tiên lúc nào cũng mất lại hơn một chút. À, tiếp tục. 2. Hay lắm. 3 cuối. 3 cuối. Bao này gần một tạ thôi em ơi, cố lên. Cố lên. Tao bằng là bao xì. Đấy, nhanh hơn rồi. Rồi, tiếp đi, đi. Rồi, lên. Rồi, tiếp tục. Năm cái à? Đến trò thứ tư này là không thả chạy được các bạn. Thả đi không còn mệt. Lùi gì ra đây nó không bằng. Đấy. À đâu? Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Em nếu một. Sát vào đây em sẽ lặng hơn chứ. Lên thẳng người lên. Rồi, bỏ xuống. Rồi. 3. Rồi. 4. Rồi. 5. Rồi, ui rồi. Trời, Vinh. Vinh nó lên mấy cái này. Khá là Vinh nhanh các bạn ạ. Rồi. Cũng mệt lắm các bạn ạ. Cố lên Vinh ơi. Em ui ôi.
đã vượt qua thử thách của anh Côn với 2 phút 36 giây. Vừa... chúc mừng Vinh. Vừa sáng là 2 phút là nhiều. Sáng là 3 phút 50. Yeah. Rồi. Chúc mừng Vinh. Ui, Vinh nhanh thật. Tôi chiến thắng rồi các bạn. Đúng lại thế, sức khỏe của Vinh có khác. Rồi, sau hai người thi, Vinh đang dẫn trước Sáng nha các bạn nhá. Hai ba nhớ nhá, để chốc còn Phong mấy bác ngọt nữa. Ghi luôn vào đây này. Sao? Thấm lắm các bạn ạ. Bảo mà sức khỏe là anh tin tưởng mày, mà nếu mày cố gắng bảo đảm mày có cơ hội vô địch rất lớn. Của tao không bên giữa giờ trận. Giữa trò nắng nữa các bạn ạ. Rồi tiếp tục đến Phong và bác ngọt nha các bạn nhá. Phong thấy sao? Qua hai phần thi của Sáng với Vinh em thấy sao? Em ngắm em có vượt được hai người không? Vượt một người áo đen vừa được. Đây hai người là áo đen mà. Áo đen hơn. Em lấy áo màu. Áo đen em ơi. Em vẫn màu trắng. Phong được cái Phong cơ bắp này, bỏ bụng cái thằng nào. Đấy một múi luôn này. Đấy, cơ bụng đấy. Bụng này ăn chặt thật. Được rồi đi. Rồi chuẩn bị chưa? Rồi. Các bạn sẵn sàng chưa? Tôi nghĩ Phong không vượt được qua. Không vượt được qua thử thách này thật. Đúng rồi em ơi. Thì bây giờ đi. Theo như tôi hiểu biết về sức khỏe em Phong. Điên rồi. Rồi em Phong sẵn sàng chưa? Cố gắng chưa vượt qua rồi, bỏ ra chứ. Thoải mái em ơi. À, cố gắng vượt qua nhá. Rồi, cố lên. Chuẩn bị. Được chưa? Rồi. Bắt đầu. Rồi. Được, vừa xạ lắm thật. Được. Phong gần con ngang rồi. Ồ, được rồi, nghỉ. Nghỉ. Cố lên đi nhá. Ui, Phong này có vượt cả Vinh luôn thật. Cẩn thận đâm đứt tay. Hôm nay có cố gắng hết không ạ? Thế này vượt. Thế này thì nhanh hơn Vinh rồi. Khẳng định luôn. Cố lên. Đổ vượt, đổ vạn vạn nước đi. Sao? Nặng đi. Ui lại. Cố lên. Ui. Thế mà lặng. Nhanh hơn Vinh rồi. Phong nhất rồi. Cố lên. Lên! Rồi! Lên! Tiếp theo! Mệt rồi không chạy được nữa rồi các bạn ơi! 1 2 3 4 5 Rồi! Tiếp tục! Nhanh! Chạy luôn! Nhanh! Để đưa đấy! Nhanh! Chạy không chạy được không? Em đang ngồi không cần phải bộ đâu! Ngủ giấc đi. Dừng. Các bạn đoán, mọi người thì đoán xem Phong vượt qua bao nhiêu giây. Chắc là tầm 2 phút đấy. Rồi anh nghĩ chắc là 2 phút đổ lại. Thôi 2 phút. Còn 10 giây sao ấy? 2 phút 29 giây. À 1 phút 29 giây. Lộn, tôi nói lộn. 1 phút 29 giây. 1 phút 29 giây rồi các bạn ạ. Đấy, tôi bảo là cái này thì Côn không vượt được qua thật chứ không phải là ta thật. Không, cháu chân đau thôi, cháu không chân đau, cháu ăn chặt. Ôi sao, mới đầu anh kéo bên này sao lặng thế rồi bao giờ. Vừa nó rơi cát ra nó trơn này. À ừ, ui, đúng rồi. Quên rồi, đúng rồi đấy. Đúng là người kéo đầu thiệt quá các bạn ạ. Nhưng mà thôi không sao, tôi vẫn vượt qua được thử thách của anh Côn là tôi quá cố gắng rồi. Rồi, người cuối cùng thi đấu thế nào bác Ngọt nha. Bác Ngọt ngắm có qua được Phong 1 phút 29 giây không? Khả năng là khó qua ấy, nhưng mà tôi tính là có 5 vòng. Thì bây giờ trung bình mỗi vòng sẽ mất 15 giây. Đấy, đơn giản thế thôi, tôi sẽ cố gắng nha. Ok. Rồi, ok. Rồi. Rồi, để cháu chuẩn bị bấm ra. Rồi. Rồi chưa? Khởi động. Cho học sinh qua á. Xin đây em ạ. Rồi. Xem bác Ngọt có thành tích như bác Ngọt tính toán không nhá. Rồi, bắt đầu. Ui, đẳng cấp rồi. Ui. Nhanh đấy. Rồi, thế này chắc đúng như bác Ngọt dự đoán rồi các bạn ạ. Mới còn xin chắc đừng đổ đi nữa nha. Rồi. Rồi, nhanh. Ngọt nhanh lắm. Chưa 1 phút rồi. Nhanh rồi. Rồi. Được. Nhanh đấy. 5 cái. 1 2 3 4
5. Rồi, ui. Hết sức rồi, hết chạy được rồi. À, vẫn chạy được. Vòng cuối cùng. Vẫn nhanh lắm các bạn ơi. Khỏe đấy, ấy. Ấy. Ui. Rồi. Vậy là bác Ngọt chiến thắng rồi các bạn ạ. Bác Ngọt mất có chưa đến 1 phút. 58 giây à. Cái này, cái trò này khá là cái gì tôi bị thi với côn vừa sức rồi các bạn ạ. À, để là sau cháu nghĩ các trò khác cháu khỏi chân cháu sẽ thi với bác. Okay. Vậy là tổng kết qua các phần thi, bác Ngọt là người vô địch nhá các bạn. Bác Ngọt mất có 58 giây. Phong là người thứ nhì 1 phút 29 giây. Vinh là thứ tư, sáng là thứ bét các bạn ạ. Đúng theo lần lượt thi đấu luôn nhỉ. Đúng theo lần lượt thi đấu luôn, người thi đấu đầu tiên thì giải bét và người thi đấu cuối cùng giải nhất nhé các bạn. Rồi các bạn nếu thấy clip của tôi hay các bạn hãy chia sẻ cho các bạn khác cùng xem nhá. Rồi cảm ơn các bạn. Xin chào. Bye.